cái bữa mà mình rảnh á, thì nó lại mưa mấy bạn. Còn cái bữa mà mình bận á, thì nó lại nắng. Và bây giờ thì cũng là 11:30 rồi, nhưng mà mình đang có hứng muốn làm một cái video hướng dẫn, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái linkage. Cái linkage theo cái kiểu múa múa như này. Đó, cái linkage này là nó dựa theo cái phong cách của Rousey. Rousey là một spinner mà gần đây thì cũng rất là nổi trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Và cái phong cách của Rousey thì là phong cách là quay kết hợp theo những cái chuyển động tay, giống như với nó là giống như là múa. Và nhìn nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó hơi đặc trưng và nó cũng rất là hay. Thì cái linkage hôm nay nó sẽ trông như này. Đó, chủ yếu là cái đoạn này thôi, còn cái khúc sau thì nó chỉ là linkage bình thường. Nhưng mà mình cũng muốn hướng dẫn cho anh em, những anh em nào mà mới chơi thì cũng sẽ cần những cái đoạn linkage bình thường như vậy. Đầu tiên để làm được cái linkage này thì các bạn sẽ cần làm một cái kỹ thuật, đó là Whipper Reverse. Chúng ta sẽ nắm cái đầu bút như này và đi từ ngoài vào trong, đó chính là Whipper. Còn Reverse thì chúng ta sẽ cho nó đi từ trong ra ngoài như này. Thì cái kỹ thuật này nhìn nó có vẻ đơn giản, nó không có gì hết, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Nó cũng chỉ có đi từ trong ra ngoài vậy thôi. Và chúng ta sẽ ngửa cái cổ tay lên. Ở đây mình chỉ cho bạn một cái cách tập làm sao cho các bạn biết là bạn đang tập đúng. Đó là các bạn ví dụ như mình đang ngồi xếp bằng như này, thì mình sẽ lấy cái đầu gối của mình làm chuẩn. Và khi mà chúng ta ngửa cái cổ tay lên, chúng ta sẽ cho cái đầu bút nó đập vào cái đầu gối. Đó, đập vào cái đầu gối như này. Đó, đó, đập như dừa thôi nha. Đập làm sao cho các bạn cảm thấy là các bạn đang trân trọng cái cơ thể của bạn chút xíu. Chứ mình cũng không muốn là dăm ba bữa sau cái mình thấy cái mặt mình ở trên báo mạng, rồi xong cái chích dẫn ra là gì tác hại YouTube, mời kèm theo cái hình cái ông nào ngồi xe lăn đó. Thì đó, các bạn đập như dừa thôi. Sau khi đã quật tay như này rồi thì chúng ta sẽ cho nó đi vào trong lòng bàn tay như này. Nó sẽ đi như này, đó. Đi như này. Và chúng ta sẽ vòng cái tay ra ngoài như này, lượn cái tay ra ngoài như này. Lượn cái tay ra ngoài như này để cho cái bút nó đi thẳng lên trên như này. Đó, đi thẳng lên trên. Nó sẽ đi như này, đó, đi thẳng lên trên. Và chúng ta lại tiếp tục quật tay xuống và lại lặp lại cái bước đó. Chúng ta sẽ làm cái động tác này 2 lần như này. Đó, và đến lần thứ 2 thì khi mà chúng ta đưa cái bút vào trong lòng bàn tay, chúng ta sẽ đưa nó vòng qua ốp như này. Đó, đưa nó xuống như này. Đó, đưa xuống như đây như này. Và chúng ta sẽ úp cái bàn tay xuống. Chúng ta sẽ pass lên như này. Đây là một cái kỹ thuật cơ bản, đó chính là finger pass. Thì nguyên bản của nó sẽ đi như này, nhưng chúng ta chỉ làm ở cái phần ốp lên trên ngón giữa với ngón áp út như này thôi. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta cầm ở ngốt thì chúng ta sẽ để cho cái phần đầu ở phía ngoài mu bàn tay nó dài hơn cái phần ở phía trong. Và khi mà pass lên trên rồi thì cái phần ở phía trong nó sẽ dài hơn cái phần ở phía ngoài như này. Đó, pass lên trên và chúng ta sẽ tritisonic lên, nhưng mà chúng ta chỉ tritisonic tới cái phần này thôi, tới cái đoạn này thôi. Và chúng ta sẽ ngửa cái bàn tay ra và làm một cái kỹ thuật, đó là middle back reverse. Ở cái back, middle back thường nó sẽ đi như này. Đó, còn middle back reverse thì nó sẽ đi ngược lại, nhưng chúng ta sẽ làm ở cái dạng tay ngửa, nó sẽ trông như này. Đó, đi như này. Làm lại cái đoạn này, nó sẽ đi như này. Chúng ta sẽ pass lên tritisonic qua một nửa và chúng ta sẽ ngửa cái tay ra middle back reverse như này. Sau khi đã tới đây rồi, chúng ta sẽ nhả cái ngón áp út ra và dùng cái ngón giữa và ngón trỏ bắt chéo lại như này để tạo ra một cái lực đẩy cái bút vòng qua ngón trỏ, nó sẽ trông như này. Bạn nào mà tập được tritisonic bus thì cái đoạn này cái nguyên lý nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà lần này chúng ta sẽ đang ngửa tay, chúng ta đẩy qua và chúng ta sẽ úp tay lại. Nó chỉ khác ở cái phần đó. Đó, nó sẽ đi như này. Đó, làm lại toàn bộ cái linkage. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cái động tác này, sau đó chúng ta sẽ đưa cái bút xuống dưới ngón út,
pass lên, Tilsonic một nửa, middle back qua và burst qua như này. Đó, làm nhanh nó sẽ đi như này. Đó, như này. Mình sẽ ghép vào combo thử cho bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái linkage này ở đầu cho nó dễ và ghép với một cái linkage khác. Đó, sau đó kết thúc combo. Ok, thì đó là cái linkage của ngày hôm nay. Và nếu các bạn cảm thấy hay và bổ ích thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.